Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 6 luyện tập chung. Tiết số 1. Đây là một cái tia số được không? 15, 16, 17, đây là 10, 18, 19 rồi 2, 20, 20, 11, 22, 20, 13, 24. 40, 41, 42, 43, 44, 45 rồi 40, 16, 47, 48 rồi 40, 19. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2. Viết số thành tổng theo mẫu. Đây là có bài mẫu 27 là bằng 20 ra cộng 7. 20 có nghĩa là 20. 20 là 20. Còn cái này là hàng đơn vị là 7, 20 ta cộng 7 là bằng 27. 56 là bằng là 5, 50 là 50, ta cộng với là 6 đơn vị. 95 là bằng là 90, là 90 ta cộng với lại là 5. 84 là bằng là 80, ta cộng với lại là 4. 72 là bằng là 70, ta cộng với lại là 2. Bài B. 34 là bằng 30, ta cộng với lại là 4. 55 giờ là bằng là 50, ta cộng với lại 5. 68 là bằng là 60, ta cộng với là 8. 89 là bằng là 80, ta cộng với lại là 9. Chúng ta qua bài số 3. Số liền trước, số đã cho, số liền sau. 35, số liền trước là nhỏ hơn số này là một đơn vị. Được. 35 ta trừ 1 là 30, 34. Còn số liền sau ta lấy 35 ta cộng 1 là bằng là 36. 40. Như vậy là số liền trước nó là 39. 40 cái này số liền sau của nó là 40, 11. 59 là số liền trước của nó là 50, 58. 59 là số liền sau của nó là 6, 60. 77 số liền sau của nó là 76. Còn số liền sau nó là 70, 18. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Các số trên xe đua viết theo thứ tự từ bé đến lớn. Trên xe đua đây. Theo thứ tự là từ bé đến lớn. Đây là 37, 45, 42 và 24. Từ bé đến lớn như vậy, số nào bé nhất đây? Hàng chục 2 là bé nhất. 24 tới là 37. Rồi tới 42. Và 45. Câu B. Tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên là, đây là số bé nhất là 24 này, số lớn nhất là 45 này, cộng lại vậy là bằng là 69. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5. Lớp 2A trồng được 29 cây, lớp 2B trồng được 25 cây. Hỏi lớp 2A trồng được hơn lớp 2B là bao nhiêu cây? Lớp này là 29, lớp 2B là 25. Ta lấy 29 là trừ cho 25 thì ra số cây lớp 2A trồng nhiều hơn lớp 2B. Số cây lớp 2A trồng hơn lớp 2B là 2A là 29 nè, 2B là 25 nè, 9 trừ 5 là còn 4 nè, 4 cây. Đáp số bốn cây. Nó qua bài B. Lớp 2A có 35 học sinh, lớp 2B có 32 học sinh. Hỏi lớp 2B kém lớp 2A mấy học sinh? Số học sinh này, bỏ cái này đi, bỏ này đi, bỏ chữ hỏi và bỏ chữ máy. Số học sinh
lớp 2B kém lớp 2A là số học sinh lớp 2B kém lớp 2A là 35, ta trừ cho 32, vậy là 3 học sinh. Đáp số 3 học sinh. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều là sách các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.